Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 1997, chúng ta đang ở tại xóm mới. Và hôm nay là bài pháp thoại chót của Thầy. Sau bài pháp thoại này, chúng ta sẽ tập hợp để tụng kinh và cảm tạ chư Bụt và chư vị Bồ Tát đã gia hộ cho khóa tu của chúng ta suôn sẻ và giúp cho rất nhiều thiền sinh có hạnh phúc. Vào khoảng 1.500 người đã tới tu trong khóa tu mùa hè này, và nhiều người trước khi ra đi đã viết thư cho Thầy và tỏ cái lòng hoan hỷ, cảm ơn là đã được có cơ duyên về làng để tu học. Và trẻ em năm nay từ các nước tới tu cũng đông lắm, và các em rất có hạnh phúc. Có nhiều em trước khi đi không muốn đi. Vậy thì sau buổi giảng này, chúng ta sẽ tập hợp lại và chúng ta sẽ niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta thực tập nghe chuông và chúng ta cảm tạ chư Bụt và chư vị Bồ Tát đã gia hộ cho chúng ta tu học an toàn và có hạnh phúc. Trong khóa tu năm nay có một cha con nhà nọ tới tu, và đứa con mới có 4 tuổi, mới có 6 tuổi. Em bé cũng khá dễ thương. Nhưng mà theo bố của em bé nói thì em bé đó trước đây đợi chừng 6 tháng thì dễ thương hơn nhiều. Em bé đã dễ thương rồi, xương đã thấy cưng rồi, nhưng mà bố nó nói là đáng lẽ nó dễ thương hơn cả 3 lần, 4 lần. Hỏi ra thì là tại vì nó được đi học, và từ ngày nó đi học thì nó bớt dễ thương đi nhiều lắm. Trước khi nó chưa đi học thì thấy nó dễ thương hơn nhiều, và bây giờ gửi về tới trường về thì nó bớt dễ thương nhiều lắm. Và Thầy có ngồi, Thầy hỏi chuyện rất lâu, Thầy hỏi tại sao vậy. Là tại vì trước khi cháu đi học thì cháu học trường nhà, học với bố với mẹ thôi, và bố mẹ là người biết tu, thành ra dạy con một cách rất hay. Và cháu trai đó có khi nó ngồi thiền với bố, và nó ngồi thiền hai thời với bố, và bố nói gì thì nghe, và rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, rất là vâng lời, rất là dễ thương. Nói như vậy không có nghĩa là bố của nó bắt nó phải ngồi thiền. Bố của nó hay lắm. Bố nó ngồi thiền rồi bố nói rằng nếu con muốn ngồi thiền đó, thì con phải xin bố thì bố mới cho. Thì ban đầu thì nó không ngồi, nhưng mà sau thì nó cũng thèm quá, thèm được ngồi bên bố và ngồi yên. Và vì vậy cho nên sau đó bố nó cho, và nó ngồi thiền với bố có hạnh phúc lắm. Và nói rằng là thường thường nó chỉ ngồi một thời thôi, nhưng mà sao nó thấy ngồi với bố vui hơn là ngồi một mình, để chơi một mình. Thành ra nó tới nó ngồi luôn hai thời thiền với bố. Và trong nhà rất là có hạnh phúc.
ấy vậy mà mới gửi nó đi vào trong trong trường mẫu giáo có 6 tháng mà về đã khác rất nhiều. Và nói năng nó hành xử có vẻ bạo động hơn, không có dễ thương hơn. Cái đầu bây giờ nó cứng hơn. Thì bố nó không biết là phải làm thế nào. Tại vì là con nít ở trong trường, nó có nhiều chất bạo động, nó có nhiều chất cứng đầu, nó không có được hạnh phúc. Và khi mà em bé được gửi vào trường thì em bé học được những cái đó và lây những cái đó, và những hạt giống đó cho em bé được tưới tẩm, cho nên về nhà nó không còn là em bé ngày xưa nữa. Nó mới có 5-6 tuổi mà đã tạo ra vấn đề cho bố cho mẹ rồi. Có nhiều bậc cha mẹ lo về chuyện này lắm. Cái trường mà mình gửi con tới có thể là một môi trường nó làm hư con mình. Đáng lý trường là một nơi nó đào tạo con mình, nó rèn đúc con mình trở ra một cái con người hữu dụng, con người có lễ, có nghĩa, có trí, có tín. Nhưng mà trường học bây giờ đầy bạo động, đầy sự khổ đau. Và con nít ở trong trường nó sử dụng ma túy, nó cất dao ở trong túi, nó bạo động, nó làm khổ thầy giáo, và nhiều khi nó đâm chém luôn cả thầy giáo nữa, và đôi khi nó giết nhau nữa. Vì vậy cho nên cái hoàn cảnh của trường học là một hoàn cảnh bây giờ không có được an ninh như ngày xưa. Và vì vậy cho nên có nhiều bậc cha mẹ không có an lòng lắm khi mà gửi con tới trường. Thì tôi có bàn với bố của cháu, nói là trong trường hợp đó thì tại sao anh không có liên hệ với những cái gia đình khác cùng ở trong một cái hoàn cảnh của anh, rồi lập ra một cái trường nhỏ, lập ra một cái trường trong đó mình dạy 10 đứa, 15 đứa, 20 đứa, và một trong những cái vị phụ huynh thì nghĩ làm đi để đi dạy trẻ em theo cái phương pháp này, trong khi mình chờ đợi có một giải pháp khác. Đó là một cái lời đề nghị thôi, mà làm cũng khó lắm chứ không phải là dễ. Mà chúng ta muốn nuôi con chúng ta lớn lên trở thành những con người hiền hậu, hạnh phúc và có tình thương, nhưng mà cái hoàn cảnh không có cho phép, và vì vậy cho nên chúng ta không biết làm thế nào. Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải tới với nhau, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta tìm ra một cái đường hướng. Chuyện này không phải là chuyện dễ. Để sư ông kể cho các cháu nghe một câu chuyện trước khi sư ông đi tiếp vào vấn đề quan trọng này. Là có một anh chàng đó tên là Tú Uyên, rất là đẹp trai mà cũng là thông minh. Nhưng mà anh chàng này không có hạnh phúc. Anh chàng này không có biết là có bị ảnh hưởng bạn bè xấu hay không, nhưng mà trong gia đình anh ta không có hạnh phúc. Mà đi vào trường, anh ta cũng có hạnh phúc. Và từ 5-6 tuổi trở lên đã như vậy rồi. Cái tật xấu của anh chàng là không có chịu lắng nghe ai hết. Bố mẹ nói
nó cũng không có lắng nghe được. Mà anh chị nói, nó cũng không có lắng nghe được. Cái tật xấu thứ hai là anh ta nói năng có vẻ không có dịu dàng, nổi nóng rất là dễ, cộc cằn. Hay nói cái gì thì làm cho người ta bực rất là mau. Và tuy là anh ta đẹp trai, tuy là anh ta thông minh, nhưng mà anh ta bị hai cái khuyết điểm đó, tức là ăn nói không có dễ thương và không có khả năng lắng nghe người khác. Và vì vậy cho nên lớn lên anh ta là một người con trai không có hạnh phúc. Rồi anh ta cứ nghĩ rằng sở dĩ mình có hạnh phúc là tại vì bố mình, tại vì mẹ mình, tại vì anh mình, tại vì chị mình. Mà không bao giờ anh ta nghĩ rằng là tại vì anh ta không có khả năng lắng nghe, cũng không có khả năng nói những lời nói dịu dàng và dễ thương. Và anh ta lớn lên thì anh ta đi học đại học. Anh ta ở trong một cái trường học một mình, thui thủi không có bạn. Tại vì anh ta cũng có bạn, chứ không phải không có bạn, nhưng mà bạn anh ta không có chơi với anh ta được lâu. Anh ta đẹp trai, thành ra cũng có nhiều cô ưa lắm, nhưng mà không cô nào chơi được với anh ta lâu. Tại vì anh ta có nhiều cái tật xấu như vậy đó. Và vì khổ đau như vậy, có cảm tưởng là mình cô đơn, không ai hiểu được mình. Cho nên anh ta đi uống rượu, anh ta sử dụng những chất ma túy. Và mỗi khi anh uống rượu say về thì anh ngủ. Và nhiều khi nói chuyện với người ta trong khi say thì anh có thể chửi mắng người ta hoặc là đánh đập người ta. Vì vậy cho nên không có người bạn nào chơi với anh được lâu dài cả. Rất tiếc. Một con người mà cảm thấy cô đơn, không có cảm thông được với ai hết trong đó, kể cả bố mẹ mình, kể cả anh chị mình, kể cả các bạn mình, kể cả thầy mình, thì là một người đau khổ vô cùng. Một bữa đó buồn quá, anh ta học bài không có được, cho nên anh ta tính lên chùa chơi. Lên chùa không phải là để nghe thầy nói pháp thoại, hay là để quy y thọ trì năm giới, hay là để ngồi thiền đi thiền hành đâu. Lên chùa chỉ với cái mục đích là gặp người ta để chơi, nhất là gặp những người trẻ, và hy vọng rằng tìm được một người bạn mới, tại vì thui thủi một mình rất buồn. Và sáng đó khi mà lên chùa thì anh ta thấy một đám người ở trong sân chùa đi ra. Và trong số những người ở trong sân chùa đi ra thì anh trông thấy một cái cô thiếu nữ rất là xinh. Anh ta giật mình, tại vì chưa bao giờ anh thấy có một cô gái xinh đẹp như vậy. Anh ta choáng váng cả mặt mày. Anh ta nghĩ bây giờ đây mình không có nên vô chùa làm gì nữa, mình đi theo cái đoàn người này cho vui. Nhưng mà lúc đó lại có một cái toán người rất đông từ ở ngoài đường đi vào trong chùa nữa. Và vì vậy cho nên cổng tam quan nó nghẹt. Và anh ta loay hoay sao không biết, đến khi mà đi ra được cổng tam quan thì cái đoàn người kia đã đi mất rồi. Và cô thiếu nữ người đẹp của anh ta biến mất. Nó buồn quá chừng. Anh ta đi lang thang suốt cả buổi sáng mà không có gặp được cái cô đó. Và cái hình bóng của cô đó cứ in sâu vào trong cái đầu của anh ta. Vì vậy cho nên về nhà anh ta cũng không có học hành gì được. Cứ ngồi cứ nghĩ tới cái khuôn mặt, cái dáng đi của cái cô nàng đó. 2-3 ngày mà anh ta quên cô ta không có được.
Rồi đến cái bữa đêm đó thì anh ta nằm mộng thấy một cái ông già râu trắng dài. Ông già nói nếu mày muốn gặp nó hả, mà sáng nay đi ra chợ Đông thì mày sẽ gặp. Thì anh ta thức dậy thì trời còn sáng quá, ra chợ Đông bây giờ có ma nào ngoài đó đâu, anh phải giả đò ngủ lại, cố ráng ngủ lại nhưng mà ngủ không được. Và khi tờ mờ sáng thì anh ta đã dậy dậy, súc miệng, đánh răng, rồi mặc áo rồi đi. Anh ta nói đi ra chợ phía đông đó, chợ cửa đông đó, là cũng để mua một ít giấy, mực và sách vở để về học. Thì anh ta đem theo một ít tiền. Thì ra tới chợ thì chợ chưa chưa đông, chợ chưa họp, tại vì còn sớm quá, cho nên anh ta mới ghé vào trong một cái quán sách. Quán này lớn lắm chứ không phải là nhỏ như là con ngé nhỏ đâu. Và trong khi anh đang nói chuyện với là cái cô hàng bán sách, anh nhìn lên thì anh thấy treo trên tường có một cái bức hình của một người thiếu nữ, mà cái nét mặt, hai con mắt và cái miệng giống hệt như là cô gái mà ngày hôm qua, ba ngày hôm trước anh ta đã gặp được ở chùa. Thật ngạc nhiên quá đi, đúng là cái người mà mình đã gặp ở chùa. Có lẽ là cái ông già báo mộng đã xúi mình tới đây để mình thỉnh cái bức tranh này về nhà để treo đó. Cho nên anh ta mới róc hết bao nhiêu tiền ở trong túi ra để anh ta mua cái bức tranh đó về. Trong phòng của anh ta thì cũng không có gì. Và vì vậy cho nên anh hì hục, anh đóng một cái đinh lên trên tường, anh treo cái bức họa đó. Và mỗi khi mà học bài mà học không vô nữa thì anh ta mới nhìn lên, anh ta nói chuyện với cô gái đó. Anh ta là một người thông minh, và theo nguyên tắc mình thông minh thì mình học bài mau lắm, nhưng mà anh học không có vô, mình nhét nhét vô mình không có vô, chán lắm. Và vì vậy cho nên phải sắp sắp lại để nhìn lên và nói chuyện, rất là tội nghiệp. Cô là ai, cô tên gì, cô mấy tuổi, hôm đó đi chùa với ai, chừng nào tôi gặp lại cô có những cái nỗi buồn như tôi không, tôi chán lắm, đời tôi chán lắm. Cứ nói vậy hoài, cái đó gọi là giống như là độc thoại, monologue. Có nhiều người buồn quá không biết nói chuyện với ai, nói chuyện một mình. Ở đây anh chàng này nói chuyện với cái cô gái ở trong bức tranh. Nghĩ lại thì thấy cũng tội nghiệp, tại vì anh ta không có bạn, không có ai thèm chơi với anh hết, cho nên anh phải ngồi nói chuyện với người ở trong bức tranh. Có nhiều người họ không có mua bức tranh về để nói chuyện, mà họ mua con mèo hay mua con chó về để họ cưng. Được. Cưng người không được thì mình cưng mèo, cưng mèo không được thì mình cưng chó, và mình mua những cái hộp thức ăn ngon để cho nó ăn, mình cưng nó. Thật ra thì thương con mèo, thương con chó nó dễ hơn thương con người. Tại vì mỗi khi mình nói cái gì không có dễ thương, tụi đó không có phản đối. Cho nên nếu mà chơi với người nói câu mà không dễ thương thì nó phản đối ghê lắm. Nó còn mắng mắng lại mình. Thành thử ra có nhiều người mua một con mèo để thương đỡ, tại vì không thương thì sống không nổi. Mà thương người thì có khóa, quá khó. Cho nên thương một con mèo cho nó đỡ khổ. Anh này, anh thương một người ở trong tranh. Thì có một bữa đó, anh ta làm mì gói.
anh ta làm mì gói để ăn, anh ta làm hai tô, một tô cho anh ta với một đôi đũa, còn một tô thì để mời cái cô ở trong tranh. Và ăn nửa chừng thì anh ta ngẩng lên, anh ta nói chuyện với cô: mời cô ăn đi chứ, tại sao cô không có chịu ăn với tôi cho vui? Anh ta có gì quý hơn để đãi cô ta đâu, tại vì anh ta chỉ có mì gói thôi. Như là sáng anh cũng mì gói, trưa cũng mì gói, tối cũng mì gói, chán vô cùng. Mà cái cách của anh làm mì gói á, là cái cách dở nhất. Tức là anh ta không có rau thơm, không có tiêu, không có đôi gì hết. Anh ta chỉ chế nước sôi vô thôi à. Anh ăn như vậy thành nó chán lắm. Và cuộc đời của anh á, anh ta nghĩ rằng cũng không có hay, cũng không có hứng thú gì hơn một tô mì gói. Thành cái bữa đó anh ăn được nửa tô rồi, anh nghẹn ngang cổ họng và anh không thể nuốt được thêm một cái miếng nào nữa hết. Nhìn lên cô gái ở trên tranh một cách rất là tuyệt vọng. Không biết người đẹp có hiểu thấu cho nỗi cái nỗi khổ của mình hay không. Thì tự nhiên anh thấy cô ta nháy mắt anh một cái. Thấy người trong tranh nháy mắt anh một cái. Anh ta ngạc nhiên quá. Cái người ở trên trong hình mà lại nháy mắt được. Anh ta dụi mắt, anh ta nhìn lên thì thấy cô ta cũng nghiêm trang vậy, đâu có nháy mắt gì đâu. Hay là anh ta tưởng tượng, anh ta cúi xuống. Nhưng một hồi anh ta ngước mắt lên, thì anh ta lại thấy cô mỉm cười, ghê không? Rồi tự nhiên anh ta rất lấy làm ngạc nhiên là cô ta động đậy. Và từ từ cô ta bước ra khỏi bức tranh và cô đi xuống, trở thành là một con người có thiệt. Đây là một cái chuyện được ghi chép lại trong sách Nôm. Nó xảy ra trong đời Lê. Anh ta mừng quá. Cô ta tự xưng mình là tên là Giáng Kiều. Giáng Kiều tức là một nàng tiên ở trên trời mới xuống. Giáng Kiều là người đẹp ở trên trời đi xuống. Giáng là đi xuống, Kiều là người đẹp. Và cô ta tự giới thiệu như vậy. Và cái điều đầu tiên mà cô ta nói là: anh ăn cái này đó hả? Mì như vậy mà anh ăn được thì tôi cũng phục anh lắm á. Mì vậy mà ăn được hả? Anh thiệt là giỏi. Tôi thì chịu thôi. Và cô nói: anh đợi một chút nha. Cô biến mất. Và chỉ trong vài phút sau cô xuất hiện lại, có một cái túi bằng giấy. Ở trong túi đó có nào là hành, nào là ngò, nào là rau thơm, có một ít tiêu, bột ngọt đó nữa. Và cô ta lấy khoáy một hồi rồi tự nhiên có hai tô mì rất là ngon, bốc hơi lên thơm phức vậy đó. Mình có thể tưởng tượng cái niềm hạnh phúc lớn lao của anh chàng Tú Uyên. Tự nhiên mà có một người bạn mới, một người rất là xinh, một người rất là đẹp. Và lại có tài nấu ăn. Thành ra mình biết rằng cái hạnh phúc đó nó lớn lao quá. Anh chàng gần như là chịu không nổi. Và từ đó về sau thì Tú Uyên nuôi anh chàng ăn học. Mình nghĩ rằng đó là cái phước của Tú Uyên. Tú Uyên đã có gieo trồng những cái hạt giống lành trong kiếp trước làm sao đó. Bây giờ cho nên bây giờ mới gặp được một cái người dễ thương như vậy. Nhưng mà cái hạnh phúc của anh chàng Tú Uyên đó, không có bền. Tại vì cái tánh của anh chàng nó cũng vẫn như vậy, nó không có chuyển hóa. Anh chàng đâu có biết tu học gì đâu. Anh ta vẫn không có khả năng lắng nghe. Anh ta vẫn cãi lộn với Giang Kiều. Và không bao giờ anh ta chịu công nhận những ý kiến của Giang Kiều cả. Anh ta luôn luôn cho ý kiến anh là đúng và ý kiến những người khác là sai. Và nhất là anh ta không có chịu lắng nghe cái người kia. Và mỗi khi anh ta nói cái giọng có vẻ châm chích, có vẻ châm biếm,
có vẻ trách móc, và anh ta không có khả năng nói cái lời ái ngữ. Và Giang Kiều chịu đựng, rồi chịu đựng, cố gắng khuyên lơn, cố gắng mọi cách để khiến cho anh ta đổi tánh, mà rốt cuộc Giang Kiều thất bại, thất vọng. Và buổi sáng đó khi anh chàng thức dậy lúc 10 giờ rưỡi trưa, tại vì hồi hôm cãi lộn với Giang Kiều, anh ta đi ra quán rượu uống rượu say mềm. Tới 1 giờ rưỡi khuya mới về nhà và ngủ tới 10 giờ rưỡi sáng. Thì khi mà anh thức dậy thì Giang Kiều đã đi rồi. Giang Kiều để lại một cái note, một cái message nói là: thôi, em thể nào sống với anh được. Em đã cố gắng hết sức em rồi, nhưng mà không có thay đổi được, không có giúp được gì anh hết. Cái sự có mặt của em ở đây không có ích lợi gì hết cho em và cho anh. Vì vậy cho nên em phải bỏ đi. Thì khi mà Tú Uyên thức dậy, lúc bây giờ tỉnh rượu rồi, thì thấy cái tờ giấy để trên bàn, mà đọc xong thì òa lên khóc. Lúc đó tỉnh rượu rồi, òa lên khóc. Tú Uyên thấy rất rõ là Giang Kiều là một người rất dễ thương, một người rất là kiên nhẫn, một người có lòng thương, một người rất xinh đẹp. Vậy mà với một người như vậy mà mình không có sống chung được, thì thử hỏi mình có thể sống chung được với ai? Mình chết cho rồi. Anh ta tuyệt vọng, tuyệt vọng, và anh ta muốn tự tử. Anh ta đi tìm một sợi dây, anh ta tính treo cổ để tự tử cho rồi. Tại cái niềm thất vọng trong anh rất là lớn. Anh ta nhất định chết thôi, tại vì sống không có hạnh phúc gì cả. Chúng ta biết rằng có nhiều người trẻ họ cũng nghĩ như vậy đó. Sống không có niềm vui gì hết. Đi ra cũng khổ, mà đi vào cũng khổ, đi lên cũng khổ, đi xuống cũng khổ, gặp người này cũng khổ, gặp người kia cũng khổ. Không có cái gì vui hết, thành ra chết cho rồi. Và vì vậy cho nên là trên thế giới này có biết bao nhiêu người trẻ mỗi ngày lấy súng bắn vào trong tim mà chết, hoặc là nhảy xuống sông mà chết. Rất là tội nghiệp. Với anh chàng Tú Uyên đó, anh chàng đang còn có mặt khắp nơi. Ở Việt Nam cũng có nhiều Tú Uyên, mà bên Pháp cũng có nhiều Tú Uyên, bên Hà Lan cũng có Tú Uyên, mà bên Mỹ cũng có Tú Uyên. Tú Uyên rất nhiều. Và trong khi anh chàng đang thắt cái thòng lọng để mà treo cổ đó, thì tự nhiên anh ta nhớ lại. Anh nhớ lại có một bữa đó, Giang Kiều có nói nửa chơi nửa thật là sau này nếu mà em biến mất á, mà anh muốn gọi em á, thì anh chỉ cần thắp nhang thôi, là em nghe mùi nhang em sẽ trở về. Giang Kiều có nói như vậy. Hình như Giang Kiều là một đằng tiên, thành thử Giang Kiều có thể nghe được cái mùi nhang từ một phương rất xa. Thì cái bữa đó là cái bữa rằm mà Giang Kiều đã dụ anh ta đi chùa để nghe thuyết pháp. Giang Kiều đã năn nỉ anh chàng Tú Uyên đi chùa nghe thuyết pháp, và Tú Uyên hôm đó đã chấp nhận đi với Giang Kiều
lên lên chùa để nghe thầy thuyết pháp. Tôi cũng đâu có muốn nghe pháp thoại đâu, nhưng mà tại vì chiều dáng kiều thành nó đi lên vậy thôi, và khi mà ngồi xuống để nghe thì Tú Uyên chỉ nghe có nửa lỗ tai thôi à. Ông thầy ông nói cái gì mình đâu cần nghe, mình ngồi mình nhìn nhìn những người xung quanh vậy thôi. À, tuy vậy nhưng mà cũng có một vài câu nó lọt vào được ở trong đầu ngồi vậy đó. Anh Tàng có ngồi ngủ gục. Tuy nhiên ngồi ngủ gục trong pháp thoại mà cũng có một vài câu vô được. Ông ấy nói về cái chuyện gọi là thông tin, communication. Ông thầy ông nói rằng là sở dĩ người ta khổ, khổ là tại vì giữa hai người không có cái sự truyền thông với nhau, không có communication. Mà không có communication, không có cái sự thông thương, truyền thông với nhau là tại vì không có ai chịu lắng nghe ai, và không có ai có khả năng nói những cái lời dễ thương để người kia có thể có cái kiên nhẫn để ngồi nghe. Và ông thầy ông ấy nói về cái phương pháp làm thế nào để mà thiết lập lại được sự thông cảm, sự truyền thông giữa hai người đang giận nhau, đang buồn nhau. Và thầy nói tới giới thứ tư ở trong năm giới, tức là giới sử dụng ái ngữ và giới thực tập lắng nghe. Và thầy có nói tới năm cái thứ nhang, khi mà mình đốt lên á thì mình có thể thông cảm được với tổ tiên, với ông bà của mình, với chư buộc mười phương và ba đời. Tại vì dân tộc Việt Nam đã sử dụng nhang trong mấy ngàn năm để làm cái phương tiện tiếp xúc với tổ tiên huyết thống của mình và tổ tiên tâm linh của mình. Mỗi khi mình thắp nhang thì cái tâm mình nó hướng về tổ tiên, hướng về các vị Bụt và Bồ Tát. Và vì vậy cho nên trong giờ phút đó nó có cái sự liên hệ giữa mình với tổ tiên, nó có sự truyền thông, nó có cái communication. Và vì vậy cho nên cái đề tài của bài pháp thoại hôm đó là truyền thông, truyền tin bằng nhang. Và thầy có giảng về năm cái thứ nhang, là nhang giới, nhang định, nhang tuệ, nhang giải thoát và nhang giải thoát tri kiến, gọi là ngũ phần hương. Bất cứ một người Phật tử Trung Quốc hoặc là Việt Nam hoặc là Cao Ly hoặc là Nhật Bản nào cũng biết về năm cái thứ hương đó. Và mỗi khi các thầy dân hương, các thầy thường nói tới năm cái hương đó: giới hương, định hương, dư tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biện pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn. Đó là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Cái đài mây quang minh này nó châu biến khắp cả pháp giới. Cái hương năm thương này con xin cúng dường lên chư Bồ Tát trong mười phương, cúng dường thập phương Tam Bảo Tôn. Thì trước hết là hương giới. Hương giới tức là năm cái giới điều mà mình đã học đó, trong đó có cái giới điều thứ tư tức là sử dụng ái ngữ và thực tập phương pháp lắng nghe. Thì trên đường về đi bộ với Giang Kiều, Tú Yên nghe nói Giang Kiều hỏi: hồi nãy anh nghe pháp thoại có hay không? Anh này đâu có nghe gì đâu mà hay, biết hay là không hay. Nên anh ta ậm ừ không có nói gì hết. Thì Giang Kiều mới nói: sau này mà nếu em bỏ anh mà anh em đi á, mà nếu anh muốn
em trở về thì anh cứ việc đốt nhang, đốt đốt năm thứ nhang đó thì thế nào em cũng về. Thì trong khi mà Tú Uyên đang đang sửa soạn để treo cổ để chết đó, thì nhớ tới câu đó. Vì vậy cho nên anh ta hy vọng, anh ta nảy sinh trong cái niềm hy vọng là nếu mình ra chợ, mình mua bó nhang về đốt đó, thì có thể là giang kiều trở về. Cho nên anh ta liền cái thòng lọng đi, anh ta chạy u ra ngoài chợ và anh ta mua một cái bó nhang thật là bự. Thường ở làng Mai mỗi khi đốt nhang thì mình đốt một cây thôi. Ở đây anh muốn cho mau đó, anh đốt luôn cả bỏ đầy. Và cái căn phòng của sinh viên thì nhỏ xíu, anh đốt mới chút xíu cái phòng của anh đầy khói lên thở không nổi. Anh ta phải mở cửa sổ. Và anh ta ngồi đợi 15 phút, nửa giờ, giờ rưỡi, một giờ rưỡi, 2 giờ, không có thấy Giáng Kiều trở về gì hết. Thành ra cái này là nó dốc rồi, không có đúng thật. Anh ta sắp tuyệt vọng lại. Thì anh ta chợt nhớ rằng ông thầy ông nói cái hương, mà cái hương đích thực không phải là hương trầm, mà phải hương giới, hương định, hương tuệ. Nếu mình có giữ giới thì mình mới có cái định tâm. Mà nếu mình có định tâm thì mình có tuệ giác. Có tuệ giác thì mình mới giải thoát những cái đau khổ của mình. Mà trong khi đó thì mình không có giữ giới gì hết. Mình uống rượu, mình sử dụng các chất ma túy, mình chửi mắng người ta, mình không có chịu lắng nghe người ta. Và như vậy thì mình đâu có hương giới để mà đốt lên. Và vì vậy cho nên không có hương giới mà đốt lên thì làm sao mà Giáng Kiều trở về được. Anh ta mới ngồi lại. Anh ta ngồi lại trên cái bức phạn và anh ta bắt đầu hồi tưởng lại cái cuộc đời của mình từ hồi còn ấu thơ. Lâu nay anh ta chỉ có một cái khuynh hướng trách móc cha mẹ, trách móc anh chị, trách móc bạn bè. Là sợ gì anh ta khổ đau và cô đơn là tại vì họ hết. Tại vì bố, tại vì mẹ, tại vì anh, tại vì chị. Nhưng mà bây giờ anh ta thấy được rằng là tại vì anh ta. Anh ta chưa bao giờ biết lắng nghe bố, biết lắng nghe mẹ, biết lắng nghe anh, biết lắng nghe chị. Chưa bao giờ anh ta biết nói một cái lời dễ thương với bố, với mẹ cả. Và trong khi anh ta nghĩ rằng chính bố, mẹ và những người khác làm cho mình khổ, thì sự thực là anh ta đã gây những đau khổ rất lớn lao cho bố mình, cho mẹ mình, cho anh mình, cho chị mình. Và mình chỉ có ngồi đó mà trách móc mà thôi. Đây là lần đầu tiên Tú Uyên thấy được cái sự thật đó. Thấy được mình khổ là không phải là do những người khác mà do chính mình. Và trong khi mình nghĩ rằng mình làm người khác làm cho mình khổ thì mình đã làm cho người khác khổ. Trong khi đó có cha mình, có mẹ mình. Anh ta thấy rằng cha mẹ nào thì cũng có muốn thương con, nhưng mà sợ dĩ vì những cái điều kiện gì đó mà bộc lộ cái tình thương không có được mà thôi. Cho nên lần đầu tiên anh ta nghĩ tới bố mẹ và anh ta cảm thấy tội nghiệp. Đây là lần đầu trong đời. Và anh ta nhỏ một giọt nước mắt. Tội nghiệp bố mình, tội nghiệp mẹ mình. Lâu nay anh ta chỉ tội nghiệp một mình anh ta thôi. Tại vì anh ta nghĩ rằng nỗi khổ đau của anh ta là do bố mẹ gây ra, do những người khác gây ra. Bây giờ thì nhờ ngồi yên được 15 phút, nửa giờ, anh ta thấy được rằng mình chịu trách nhiệm trong cái khổ đau của những người mình thương. Anh thấy được nhiều cái lắm. Là tại vì anh ngồi yên. Anh sắp chết rồi, thành anh ta đâu có mong ước gì nữa. Vì vậy cho nên anh ta ngồi yên và anh ta nhìn kỹ lại và anh thấy rõ ràng rằng là lâu nay mình đã làm khổ biết bao nhiêu người. Mình đã đi uống rượu, mình đã say sưa, mình đã chửi mắng, mình đã đánh đập cả Giáng Kiều. Giáng Kiều dễ thương như vậy mà có nhiều tối đi về anh ta say sưa, anh ta chửi mắng, anh ta đánh đập luôn cả Giáng Kiều nữa. Thì thật, quả thật là anh ta không phải là người biết điều. Anh ta là một người không có giữ giới.
Mà nếu một người không giữ giới thì làm sao mà có nhang, có cái thứ hương gọi là giới hương để mà đốt lên được. Cho nên anh ta ngồi đó, anh ta khóc. Anh ta khóc và anh ta hối hận. Đó là cái sự sám hối, đó là cái sự làm mới của anh ta trong giờ phút đó. Anh ta hứa hẹn rằng nếu mà Giang Kiều trở về thì anh nhất quyết sẽ thay đổi, sẽ không có sống như ngày xưa nữa. Anh sẽ quyết tâm làm mới. Anh ta quyết tâm sẽ không bao giờ đi quán rượu nữa và sẽ quyết tâm thực tập làm thế nào để sử dụng những cái lời nói nhẹ nhàng, ái ngữ và cố gắng để có thể nghe được những cái ý kiến của Giang Kiều. Anh ta mới ngồi chưa tới một giờ đồng hồ mà anh ta đã thấy được rất nhiều điều. Cái đó gọi là thiền quán. Anh ta chưa bao giờ học thiền hết, nhưng mà nhờ ngồi đó, ngồi yên để mà nhìn sâu nhìn kỹ thì tự nhiên anh ta thấy được rất nhiều điều. Và trong cái giây phút đó, tự nhiên nó có giới, nó có định và nó có tuệ, nó có sự hiểu biết. Anh ta không biết đó là giới, là định, là tuệ. Nhưng mà kỳ thực, trong khi anh ngồi yên, anh ta nhìn kỹ như vậy thì anh ta có giới, anh ta có định, anh ta có tuệ. Anh bắt đầu thấy được cái lỗi của anh và anh ta bắt đầu làm mới trong cái giây phút đó. Làm mới mà không cần lại ngồi đó thôi, mà tự thấy cái lỗi của mình và tự mình dặn mình là không bao giờ sẽ làm như vậy nữa. Thì lúc đó anh ta nghe tiếng gõ cửa và Giang Kiều xuất hiện. Thành ra cái hương giới của anh ta đốt lên rồi. Hương định anh ta đã đốt lên rồi. Hương tuệ anh ta đã đốt lên rồi. Và Giang Kiều đã nghe thấy và Giang Kiều đã trở về với anh. Chúng ta cầu nguyện rằng Giang Kiều sẽ ở lâu với anh, là tại vì Tú Uyên đã thấy được sự thật và đã quyết tâm. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể đã có một Giang Kiều rồi, hay là có nhiều Giang Kiều rồi. Những cái Giang Kiều đó đã từ trong một bức tranh đi xuống với chúng ta, và chúng ta đã sống với những Giang Kiều của chúng ta 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi. Nhưng mà có thể là có một hoặc hai Giang Kiều đã bỏ chúng ta mà đi, và đi luôn. Tất cả chúng ta đều là Tú Uyên hết. Mỗi người trong chúng ta đều có một Giang Kiều, ít nhất là một Giang Kiều. Mà Giang Kiều đó có thể là mẹ, có thể là bố, có thể là anh, có thể là chị, có thể là người yêu, có thể là con. Những người đó đã đi vào trong cuộc đời của mình, đã chia sẻ cuộc đời của mình, và mình đã không có chăm sóc người đó, mình đã đối xử tàn tệ với người đó, để người đó có thể đã bỏ đi rồi, hoặc là chưa bỏ đi nhưng mà cũng sắp bỏ đi, tại vì mình quá tệ. Vì vậy cho nên mỗi người trong chúng ta sáng hôm nay phải tự hỏi mình là trong cuộc đời của mình có bao nhiêu nàng Giang Kiều đã bước vào. Đếm trong ngón tay coi thử là trong đời mình đang có bao nhiêu Giang Kiều, và bao nhiêu Giang Kiều đã bỏ mình mà đi. Lâu nay mình cứ nghĩ rằng mình khổ vì cái người đó, nhưng kỳ thực mình đã gây cho người đó rất nhiều đau khổ, và vì vậy cho nên mình cần phải xét lại. Mình cần xét lại. Tại mình chính là Tú Uyên. Nếu mà Giang Kiều của mình đã lỡ bỏ đi rồi thì mình phải tìm cách đốt nhang, đốt tâm hương, hương giới, hương định và hương tuệ để Giang Kiều có thể trở lại. Khi mình đốt được cái hương giới, hương định và hương tuệ thì mình sẽ thay đổi, mình sẽ trở thành dễ thương, mình sẽ trở thành biết điều, và thế nào Giang Kiều cũng trông thấy và Giang Kiều cũng sẽ trở lại với mình. Và nếu Giang Kiều sắp sửa bỏ mình đi mà thấy mình đốt được ba cái thứ hương đó, năm cái thứ hương đó, thì Giang Kiều sẽ tha thứ cho mình và Giang Kiều sẽ ở lại với mình, mà sẽ bỏ cái ý kiến, bỏ cái ý muốn bỏ đi.
nói các cháu sáng hôm nay các cháu phải lấy một tờ giấy, các cháu viết xuống tên của những cái nàng giang kiều cũng. Mỗi chúng ta người nào cũng là Tú Uyên, và mỗi người nào cũng là giang kiều cả. Chúng ta phải viết xuống tên những giang kiều của cuộc đời chúng ta, và chúng ta tự hỏi chúng ta đã đối xử với nàng giang kiều chúng ta như thế nào. Nàng giang kiều chúng ta đang còn đó hay là đã bỏ đi rồi? Và nếu nàng đã bỏ đi thì mình phải làm cái gì để có nàng giang kiều của mình có thể trở về với mình? Câu chuyện này nó còn rất là hiện đại. Và chiều hôm nay hoặc là ngày mai, hoặc là khi mình về tới nhà, cái việc đầu tiên của mình phải làm là mình phải đi tìm cái nàng giáng kiều của mình, tội nghiệp đấy. Tại cái nàng giáng kiều của mình nó có cái tình thương ở trong trái tim. Cái nàng giáng kiều của mình sẵn sàng tha thứ cho mình, bỏ hết tất cả những cái lỗi lầm của mình nếu mà mình chịu khó chấp nhận làm mới, chấp nhận từ đây trở về sau thực tập năm giới cho thật đàng hoàng, thực tập phương pháp ái ngữ và lắng nghe một cách đàng hoàng, thì chắc chắn là nàng giáng kiều của mình sẽ tha thứ cho mình và sẽ ở lại. Và mình sẽ bắt đầu làm hạnh phúc cho giáng kiều của mình, và giáng kiều của mình sẽ hiến tặng cho mình rất nhiều hạnh phúc. Do đó cho nên các cháu hôm nay thực tập cái đó. Và ngày mai, ngày mốt khi về tới nhà rồi phải đi tìm giáng kiều. Và phải nói rằng: mẹ ơi, mẹ là giáng kiều của con. Bố ơi, bố là giáng kiều của con. Con ơi, con là giáng kiều của bố. Em ơi, em là giáng kiều của anh. Anh ơi, anh là giáng kiều của em. Mình phải nói như vậy. Và em nguyện từ đây về sau sẽ không có cư xử tệ với anh như trước nữa. Em sẽ cố gắng thực tập năm giới. Em sẽ cố gắng thực tập ái ngữ và lắng nghe, để cho không bao giờ em sẽ bỏ anh mà đi như là giáng kiều đã bỏ Tú Uyên. Đó là sự thực tập của mình. Nghe chuông thì các cháu sẽ đứng dậy xá và đi ra. Chuông nhỏ. Quay lại.